Vân Sơn chào cả nhà ha. Đợt trước thì Vân Sơn có giới thiệu những cái dòng máy xông dành cho gia đình, nó to tầm này, và máy xông dành cho phòng khám thì nó lớn hơn, thì cái công suất nó sẽ rất là lớn và nó sẽ bền. Còn những cái dòng máy du lịch thì nó nhỏ, nhỏ cỡ cầm tay hoặc là nhỏ hơn nữa, thì bà con mình rất là quan tâm. Thì giá nó như thế nào? Đây là cái dòng máy của hãng Sanity ha. Giá của hàng chính hãng nha, 1.480.000 cả nhà ha, 1.480.000. Còn có nhiều hãng khác thì giá nó tầm cao hơn, nó tới khoảng 3.500.000 một máy. Thì Hoàng Sơn thấy cái dòng máy này hàng chính hãng mà giá này thì rất là dễ sử dụng ha, phù hợp với nhiều người. Rồi chúng ta xem bên trong máy có gì nè. Bên trong máy thì chúng ta sẽ có cộng dây sạc. Cái này không phải là dây sạc mà cắm vào cái cục biến điện á, mình xài điện không cần xài pin. Rồi hướng dẫn sử dụng bên trong, phiếu bảo hành và hai viên pin ha. Rồi bây giờ chúng ta khui máy nha. Có một cái túi đựng nè. Rồi bây giờ chúng ta có pin rồi thì không có cần xài cái này. Và có hai cái mặt nạ lớn cho người lớn và mặt nạ nhỏ cho trẻ em. Chúng ta xé bịch luôn ha. Đây, có hai cái mặt nạ dẻo. Thì đương nhiên hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có thể được bảo hành chính hãng và phụ kiện này thì dễ dàng để mua. Đó. Đó, mặt nạ cho người lớn và trẻ em, hai cái mặt nạ. Rồi, cả nhà mình thấy chúng ta cái máy dọn dẹn ở như đây thôi. Và ví dụ cho mặt nạ cho trẻ em mà chúng ta gắm vào. Đó. Chúng ta để đúng vị trí cái lỗ mũi quay lên. Đó. Đó. Mình có thể dùng cái dây để mình cột để có thể treo lên trên tay, hoặc là chúng ta có thể cầm này mặt nạ cho người lớn nè. Đó, mình có thể để đúng vị trí thì chúng ta có thể đập vào mặt như thế này. Rồi, khi vệ sinh thì chúng ta vệ sinh cái phần bên trên này nha. Rồi, Hoàng Sơn tháo ra cho cả nhà mình xem nè. Cái máy này thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có một cái nút mở máy, tắt máy ở đây. Và nút ở phía sau push để chúng ta đẩy tháo cái cốc thuốc ra. Và ở đây là USB, chúng ta có thể bật cái này ra để chúng ta gắn cái dây điện. Cả nhà thấy không? Cắm dây này thì chúng ta có thể sử dụng điện. Rồi còn đối với pin á, thì chúng ta có thể sử dụng được là khoảng một ngày mà 30 phút thì chúng ta sử dụng được 3 ngày ha, tức là tầm khoảng 90 phút là hết hai viên pin, pin khô nè. Nếu mà như chúng ta ít có xài mà sau 3 tháng không xài thì chúng ta phải lấy pin ra nha, chứ để trong đây chảy pin hư máy rất là tiếc ha. Rồi ở đây có đầu cộng đầu trừ trên cái nắp pin, chúng ta nhìn thấy nè, để đúng chiều nha, đầu cộng và đầu trừ. Rồi đây nắp lại, chúng ta bật ngang ha, đè xuống và đẩy tới nè, các bạn thấy nè, đè cái nắp xuống và gạt qua. Đó. Gạt qua gạt lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo cốc thuốc. Để vệ sinh thì chúng ta bấm vào cái lúc này và chúng ta tháo ra về phía trước. Cả nhà thấy dễ không? Phía sau lưng nè có cái nút, bấm vào và chúng ta kéo cốc thuốc về phía trước. Rồi khi vệ sinh thì chúng ta chỉ vệ sinh phần này thôi ha. Và chúng ta không được có lấy cái vật nhọn, vật cứng chúng ta thọt vào đây. Chúng ta chỉ lau nhẹ trong đây thôi, tại vì cái màng rung nè nó rất là dễ hư, nên chúng ta không có được thọt cái vật chạm mạnh vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn máy vào. Rồi thuốc thì chúng ta nên pha sẵn ở bên ngoài, chứ chúng ta không nên đổ thẳng vào đây, tại có những cái dung dịch thuốc nó sẽ có cái chất keo đó, nó chưa pha loãng ra thì nó sẽ dướng trên cái màng rung như thế này, thì chúng ta vệ sinh rất là cực, thì chúng ta nên pha bên ngoài cho nó loãng cái liều lượng. Và cái đơn vị maximum của nó trong đây là 8 ml ha. Rồi thì khi mà bác sĩ cho liều lượng thì chúng ta cứ cho thuốc vào đây, chúng ta bật cái nút ở phía sau lên và mở nắp lên. Rồi giả sử Hoàng Sơn cho cái nước lọc vào để thử cho cả nhà mình xem nè. Thường ví dụ nước chúng ta chỉ thuốc chúng ta vô đây. Rồi mình đậy nắp lại ha, và gài đậy nắp lại và gài cái nút xuống. Đó. Rồi chúng ta thử bấm nút nha, ở phía trước nè. Đó, cả nhà thấy khi mà cái máy nó phun nó ra hơi sương rồi, cả nhà thấy không? Đó. Đó, cả nhà thấy đây nó phun ra nè.
Thì một bộ pin này chúng ta sẽ xài được khoảng 3 lần mỗi lần 30 phút nha. Còn không thì chúng ta cắm điện vào để xài. Rồi, chúng ta tắt máy. Rồi, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Có gì thắc mắc thì có thể gọi điện trực tiếp vào Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.